nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh hát, nên chưa bắt vợ đưa điện thoại rồi nhắn tin hẹn đến nhà nghỉ Phanh Dừng. Ghen tuông với vợ cũ, đâm tình địch trọng thương trọng dùng dao sát hại tình địch cùng vợ khiến hai người thương vong ở Sài Gòn. Kẻ giết tình địch bỏ xác vào tủ quần áo được xác định bị tâm thần. Ngày 16 tháng 2, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết đã khống chế, bắt giữ Gia Bá Trừ, 22 tuổi, trú tại bản Pha Lết Phay, xã Đo Mai, huyện Kỳ Sơn, về hành vi bắt giữ, đánh đập người trái pháp luật. Theo cơ quan điều tra, trước đó nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh hát, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An, nên chưa bắt vợ, chị Lý Y M đưa điện thoại rồi nhắn tin hẹn đến nhà nghỉ Phanh Dừng, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Tưởng chị M nhắn tin nên anh hát đồng ý. Ngay sau đó Trừ cùng vợ ra thị trấn Mường Xén, đến nhà nghỉ Phanh Dừng thuê hai phòng khách, một phòng vợ ở, một phòng mình ở để canh chừng anh hát. Đến, tình địch ôm nhau khóc tại phiên tòa cảm xúc tối mùng 8 tháng 2, anh hát đón xe khách tới phòng 106, nhà nghỉ Phanh Dừng để gặp chị M. Khi anh hát vừa mở cửa vào phòng, lập tức Gia Bá Trừ xông tới, dùng dây thường mang sẵn chói gô anh hát lại, chở xe máy về bản Pha Lết Phay đánh đập, tra tấn. Mặc dù mọi người dân bản can ngăn nhưng Trừ vẫn không tha. Tối ngày mùng 9 tháng 2, Công an huyện Kỳ Sơn đã đến hiện trường khống chế Gia Bá Trừ, giải thoát anh hát. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Gia Bá Trừ khai hắn quan hệ với vợ tôi, phá hoại hạnh phúc của người khác, nên tôi lập kế bắt quả tang. Hiện Viện Kiểm sát huyện Kỳ Sơn phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Trừ về tội bắt giữ, đánh đập người trái pháp luật. Cháu bé 10 tháng tuổi tử vong bất thường khi bố bế vào nhà tắm chốt cửa lúc đang ăn cơm theo công.